Tôi chiều gan mà qua cái học về cái mao mạch xong rồi bắt đầu lại tiếp với cái chiều gan ấy. Thì cái bệnh của tôi từ trước là coi như là ngứa ghê, coi như là cứ uống thuốc tây được 2-3 hôm cái hết thuốc lại ngứa. Thế từ khi mà tôi chiều gan mới có một tuần lễ nay mà tôi mới hình như là chiều mới có 3 ngày hay 2 ngày thì coi như hết hẳn ngứa luôn. Từ ấy này không thấy ngứa nữa. Nhưng mà trước kia là coi hàng tháng cứ phải mua được khoảng chục liều thuốc tây uống. Nhưng mà bây giờ không cần phải uống thuốc ngứa nữa. Đấy là một. Cái thứ hai là tôi trước tôi cũng hút thuốc lá nhiều quá, nó bị ho. Đấy, phổi bị ảnh hưởng mà tôi đã đi bệnh viện Thống Nhất cấp cứu mấy lần. Thế nhưng mà sau khi mà trường gan thì tôi cảm thấy là mọi sáng là tôi ho là cái cục đờm nó cứ nằm ở cổ này, ho mãi nó không ra. Thế nhưng mà bây giờ từ khi trường gan đến giờ thì hơi khản nó ra rồi. Thế là tôi thấy là cũng có cải tiến, là cải thiện được cái vấn đề phổi như là không hẳn. Thế còn học về cái mao mạch thì tôi mới liên hệ là ngày xưa là tôi vô tình tôi đi tắm tôi sờ thấy một cái cục nó to bằng ngón tay này, đầu ngón tay này, nó nằm ở miệng. Thế kia hồi thì tôi có một cái gọi cái máy soi soi nhiệt. Thế tôi soi vào mỗi lần chỉ 5 phút một ngày là 3 lần. Thế mà như thế để cho cái nhiệt nó vào cái soi khoảng tuần lễ thì coi như nó biến mất đâu luôn. Từ ấy giờ không thấy mọc lại nữa. Thì đấy, từ khi mà bắt đầu vừa rồi tôi học về cái mao mạch thì coi như tôi mới liên hệ thế thì với trường gan tôi thấy là đúng là coi như đằng này trường gan để nó dẫn đi, gan làm việc tốt để dẫn đi nơi để chữa bệnh. Nhưng đằng này là tôi chữa trực tiếp ở chỗ đau, cho cái sức nóng vào cái chỗ trực tiếp đau thì nó cũng biến mất. Dạ, tức là nó làm giãn nở mao mạch. Khi giãn nở mao mạch một cái thì mao mạch thông thì là hồng cầu tới thì đưa oxy dinh dưỡng tới phục hồi lại cái tế bào, rồi đồng thời dọn rác cho tế bào, tức là những cái ứ động cái chết ấy, những cái chất thải chất xỉ nó ứ động, carbonic ứ động làm cho tế bào nó bị tê liệt, nó bị chết ấy. Thì nó tới hồng cầu tới nó mang đi được. Lúc bây giờ tôi sợ tôi ung thư, tôi thấy có cái cổ đấy rồi, ai là ung thư cổ đây rồi. À, hay quá. Tôi soi thì coi như là khoảng hơn tuần lễ, bây giờ tôi liên hệ học, tôi bảo thế là mình làm hồi là chưa biết gì nhưng làm thấy đúng rồi. Dạ. Hay là tất cả những cái ví dụ như là trứng cá ở trên mặt, nhất là cái trứng cá ung. Soi trực tiếp cái nhiệt vào đấy là nó cũng tiêu. Dạ. Không cứ thì phải. Bây giờ nó trường gan thì là càng tốt hơn nữa. Nó tự nó đưa các mạch máu nó đưa nó lưu thông hết thì coi như tự nó rút các cái chất độc đi. Dạ. Dạ, cảm ơn anh. Thì mấy người không mất ngủ. Mấy người mất ngủ á. Hốt đi anh em. Trường gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918-133-635, Hà Nội 0326-811-258. Để có trong tay đá trường gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832-186688 hoặc 0983-581-652.